Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình đi với nhóc để bắt tôm tích cho cả nhà. Thì tới đây thì nhóc phát hiện hang tôm tích nha. Đây, đó, là mình đi bắt có, mình quay cho cả nhà xem. Cái gì vậy? Hay vậy ta? Tích nha cả nhà. Thì cũng phát hiện được hay thế. Còn một nhỏ. Nhỏ đâu, thấy cái lỗ cũng bự đại đó. Ngách nhỏ. Thì hai lụm được rồi. Nó phải ở mới quan trọng. Đạp cách nào mà để cho con tôm tích nó đừng có xuống hang trầm nhóc. Này con nào muốn xuống xuống. Không mang bao tay luôn hả? Lên dễ, lên vỏ. Mở hàng một em cho cả nhà. Giờ mình đi tiếp. Gặp hai tôm tích cả nhà. Qua lầu mới thấy. Bây giờ nha. Bây giờ mới thấy hai tôm. Hay ta, em tích rất nhanh rồi. Lụm kẹo. Cái gì vậy? Con chè. Đây, mình nghe cái nè. Nhấc lên cái vực vỏ chạy. Chạy đi tiếp. Giờ chờ chuyển mưa nữa nè. Mưa bão thất thường quá, hoài luôn. Rồi, gặp hang tích nữa, tưởng đâu không thải cả nhà. Biết đâu, đâu có dành đâu. Hay hay. Gì nhanh vậy? Dạ. Dạ chắc có hệ 2 à chú. Đi 450 cái gì vậy? 450 trên tầm hẹp á. Còn đây không biết nhiêu. Đây 300 mà. Dạ. Đây chắc 400 cái gì. Không biết tên rồi. Thêm một em nữa. Thôi. Ảnh đấy. Anh tin tức đấy. Hàng tích là cả nhà ơi. Hốt hốt. Đợi hốt. Hai anh em mình đi chạy cả nhà, chạy vỏ. Chạy nhìn vô mé vậy nè, thấy hàng được tích thì tấp vô.
được bắt tôm tích có kinh nghiệm cả nhà. Hai cái lên tôi tôm tích hay ha. Một mình thôi thua. Đó. Một mình là thua. Mình phải chạy vô trong ấy liền. Này chưa cạn dữ nữa hả nhóc ha? Còn cạn nữa. Hay chua luôn hả? Gặp nữa. Tiếp tốt lắm đây, còn vô như chứ o. Này biết ngắt được trắng ngay chốc rồi. Hay ta. Chỗ nào chỉ bác ơi. Thiệt chứ bộ. Không. Bỏ vô lụm ngay ngắt ngay tôm liền chứ. Hay à. Đỉnh. Trời ơi. Quá tài. Đập thăng tôm các bạn ơi, sẵn sát luôn còn ở lòng đặt trời. Động hả? Sao? Nhỏ hả? Cạn quá, cạn phải nhóc. Qua lòng lạch nổi không? Qua lòng lạch sao nổi? Đợt thanh tôm tích mà nhỏ quá cả nhà. Nhóc đang đi kiếm thanh tôm. Ôi, xa xa này tôm ngon á. Hài á. Ôi, xa xa có hổ nữa. Ngọt nó kinh nghiệm lắm, nó nói vậy. Nó xa xa là ok á. Biết con tôm tầm trọng. Con tôm chạy ra mất tiêu rồi. Đấy còn. Đấy, nãy giờ bố thấy vậy hai cầm lên cái bao. Đấy. Lụm cái bồ. Đấy, thấy cái nè, nãy giờ bố thấy. Chúa tập ơi. Trong đám đó cả nhà. Hôm nay mình vừa nước cạn luôn rồi cả nhà. Vừa cái ngọn này cạn queo à, vừa chạy về mới thấy hang tôm nha. Giờ bắt đầu giật máy chuẩn bị nè. Giật máy giọt. Ôi. Ngang nữa cái nào. Có thể hay hay nữa đó.
Hàng này bự rồi. Động lực để đi tìm tôm tích. Anh là bắt làm hơn bỏ sót. Ồ, có lý nha. Sao có ngách à? Kìa. Mới làm gì? Nè. Gì? Đâu? Có ngách gì? Mới làm hay gì? Mới làm giọt đi kiếm đâu gì vậy? Kiếm dấu cua hả? Con sâu gì cắn cắn quá trời nè. Này con tính làm thằng mới, con tính con ơi con học con nè cãi không. Giỏi tôi kìa. Nhảy lên xong bỏ vỏ hàng, bỏ vỏ ra cho lúng búng đắng đó nha. Ôi này lúng 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 cóm siêu chắc. Ê. Vỏ trôi đã không? Rồi hết luôn. Đại hàng luôn cái nồi. Rồi. Có lý à. Mày sao mà chứ bụng? Hả? Có sao mà chứ bụng? Mặt cũng đây mà vỏ nó trôi xuống tôi dưới là mình lượm thêm 2-3 hang nữa, hai này sâu rồi. Nó ngọt dữ vậy. Hey. Để hai quá đã. Tình tích này chắc chắc không ngon ngon. Vừa đại để vỏ nó trôi kìa. Không biết. Nào. Ăn nữa hả? Lại hang kìa. Lại hang nè. Ừ. Ý là nó biết hang. Biết hang nó lại.
được con sò huyết cả nha. Có túi mê ở giỏi tôi thiệt ông nói. Không vậy. Ui, bắt con tích mang một tay. Ây da, nó chạy lên tay. Ôi, con này bự. Ôi, con này bự vậy. Nó hiếp cái vậy. Có thể luôn á. Thiệt bộ. Ừ. Tao cầm lên coi. Dạ. Bự má. Ôi, nó hiếp cái vậy. Ừ, con đó không? Rồi, anh em mình đi tiếp nha cả nhà. Ui. Nữa hả? Đây là đó. Ôi, đây là đó đó. Vô tình lội lụm được cái kiếp luôn. Rồi. Cái gì vậy? Thôi nó mắc cạn rồi kìa. Chắc làm được làm luôn. Ủa mày thì mày cứ lội đi. Tao chống dõi theo vậy đó. Ừ. Mệt tao lêu xuống. Vậy chứ chạy sao thấy này? Đó thấy này trông cao quá. Ừ. Rồi, cú này gặp liên khúc luôn á. Ủa? Sao không chứ? Thằng mới quá hả? Úi da. Nó hả? Chạy đâu nó vợ ta. Chạy lên hang cái gì? Thằng khủng không? Ôi. Đó đã cả nhà ơi. Khủng khủng không? Không anh cành đào. Đi thôi. Đi cái chừng khủng. Giọt. Hên tới đó nó thắng lại cà bò. Nào đi la tiếp nữa không? Đây nữa cả nhà ơi. Vô bánh ra vô. Trời ơi nè cả nhà. Đi bộ. Đi bộ quá nha. 4 con à. Con này có nữa là 5 con. Quá ngon. Năm con rồi nha. Quá ngon. Quá ngon. Đi. Anh ơi. Còn hết đâu? Hả? Hết đâu? Vâng. Hay vậy. Có chừng ở đây gặp nữa. Rồi khúc này không mà cái vỏ nó khác rồi chúng ta ha. Đó hai tay hai con rồi mới không vàng vỏ liền. Đó đã chưa. Rồi giờ nhóc bắt đầu đi bộ chỉnh mình trong vỏ theo. Đây heo tích rồi cả nhà. Vô con tôm luôn kìa. Nấu một cái này biết rồi. Nhóc cơm nhanh quá. Những cái này làm liền.
Hay quá bồ. Đấy, nó đi trên mé vậy đó nha. Mình đi dưới đây, mình trống vỏ. Sau một thời gian lội ăn hái, đuối rồi, nhóc đuối rồi cả nhà, giờ xuống chạy vỏ đi tiếp nè. Nói gì chứ lội bãi á, mà có tôm mới đỡ, còn không có tôm mệt lắm. Hai nha. Hai hả? Trời ơi, hai ngủ vô trời. Rồi hốt có đã cả nhà, tưởng đâu anh xuống tắm lên vỏ anh chạy chứ nhà nó ngập cái hang lung tích. Xém rồi. Xém chứ chưa được thể hai. Chạy vỏ luôn hay gì á? Anh lội tiếp rồi. Mới lên vỏ chạy là thấy hai tin tức rồi. Kế bên ôi hệ sẵn nhất không à, cái hề hay luôn à, mê rồi, hôm nay mê rồi cái nhà ơi, hôm nay vô mùa tâm tức cái nhà, sướng cái tay luôn, ngóc mắt sướng cái tay luôn. Đây làm hang công chức nè cả nhà, dừng đâu ngay chốc rồi. Cứng, nó cứng. Ngon lành cành đào vô cái mùa tôm tích đã mà chưa có hệ nhiều nha. Đúng. vào vỏ mê ly. Ăn cơm tiếp mình mới xong luôn. Mé nước đang lớn rồi cả nhà. Mấy hang sớm này bắt hơi lâu thôi chứ mấy hang kia nhóc lên.
thọt lùm hay quá. Tiêu luôn rồi. Ừ. À, chạy ra luôn rồi. Kìa. Dở dò lên đi. Chạy ra. Lên hàng. Ôi. Nãy lột. Sáng đi Vĩnh nói nay kiếm được mấy con, nay chắc 20 vậy. Thấy nữa nha, thấy nữa nha, thấy ảnh nữa rồi. Nó còn làm đi sớm dễ bị lắm. Hai nhát nhỏ quá. Rằng chưa được. Rằng thứ hai tháng chín, tháng hai là chất lượng không? Nè là dưới nước này cả nhà. Dưới nước. Giúp vô cái mất tiêu. Chạy đó hả? Hai rồi. Nó giờ bổn hai rồi đó. Có
có tôm hàng hái ha. Không có tôm sủ lơ sủ lắc. Đang im ngồi tôm lên. Quá đã rồi, tôm sướng. Rồi cả nhà ơi, hai anh em mình về tới nhà nè cả nhà. Thành quả của hai anh em mình ngày hôm nay nè nha. Ôi ôi, con nó đã rồi. Sướng không? Hai mấy gần ba, hai mấy con có nhóc. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 rồi đó. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 con. Trời ơi. Trời ơi, con nó sướng. Con mẹ này ăn ngon lắm nè cả nhà. Quá đã luôn cả nhà ơi. Quá trời tôm luôn. Trời ơi luôn cả. Nè. Rồi, vậy là thành quả của hai anh em chạy đi bắt tôm tích ngày hôm nay cả nhà. Quá ngon lành. Rồi, clip mình xin tạm dừng đây nha. Hẹn cả nhà những clip mới nhất của anh em mình. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Nhóc, bắt tôm trúng à. Chào cả nhà.